Bên ơi, anh gọi em đây. Lôi ghế ở đây ngồi anh thở này. Em nghe anh. Sao đây? Hôm nay nhìn anh thấy căng thẳng đấy nhở? Từ từ, cái này nó hơi kỳ một chút, nhưng mà kho mình á còn cái hàng nào cho nữ mà kiểu này đẹp đẹp chút, anh mua anh tặng em gái anh. Nói chung là không quan trọng ở đâu, cái nào mình kiếm nào kiểu tồn kho free cho anh càng tốt. Em có nghĩ... cái nào không? Anh cứ trêu em rồi, free thì bên mình không còn cái nào anh ạ. Bây giờ em thật, nếu như mà đã cho nữ nhá, thì bây giờ mình đang có con Iconic F97 Wintertime, phiên bản mùa đông băng giá đập tan cả nóng hè luôn. Em nghĩ là cái này đang rất là hot trend đấy. Em anh trong lớp tự tin thì phù hợp đấy. Thôi để em lấy cho anh coi nhá. Nhưng mà anh cần free cơ mà. Cái hàng mới hay cái gì đây? Anh nhìn thấy mà xem. Trời ơi, thiết kế này, màu sắc thì rất là hài hòa luôn ấy, mà trông đẹp đúng không? Không, nhìn thì ngon lành đó. Iconic thì anh biết, nhưng mà em này... Thương hiệu này nổi tiếng lắm anh. Thứ nhất là nó đầu tư vào cái thiết kế, màu sắc phối hợp. Thôi khoan khoan á. Đẹp. Quan trọng là giá cả. Tại vì cái em này thấy mất siêu ni lông á. Giờ cho anh cái giá nhân viên xem nào. Sờ kiểu vậy nó mới sướng, nó mới thực tế chứ. Thế em này bao nhiêu tiền? Giá yêu thương thôi, 6 triệu. Mua cho em gái mà cứ phải hỏi giá làm gì anh. Anh biết rồi mà. Em luôn luôn để ra cái giá tốt nhất rồi. Ok, vậy chúng ta sẽ xem em Iconic F97 Wintertime này có cái gì hot là có giá đến tận 6 triệu anh em nhá. Đầu tiên, vẫn như thường lệ, chúng ta sẽ unbox xem nó. Hiện nay các em phiên bản Wintertime này thì Tuấn đã bóc siêu ở trước rồi, nên là hiện tại là sẽ không có cái siêu ni lông bên ngoài. Còn em là mình mua mới chắc chắn sẽ phải có cái siêu ni lông rồi. Và đây chia nhân vật chính của chúng ta, nhưng sẽ tạm ở đây. Vì trước hết xem nó có phụ kiện nhìn em nhé. Đầu tiên một số xác nhận sử dụng và thêm cái sticker đều vào đây luôn. Tiếp theo một cọng cáp USB Type A to USB Type C, và cái em này á thì nó cũng có cùng cái tông màu trắng với đúng cái chủ đề Wintertime. Thậm chí em này còn được bọc dù nữa, rất là cao cấp luôn. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái USB dongle 2.4GHz, một em chụp cắt bụi và hai cái em puller để chúng ta có thể dễ dàng nhồi cái keycap và những cái switch của anh em mình ra. Đây, hai cái em puller. Và tất nhiên rồi, không thể nào thiếu được 4 cái em keycap cho hệ điều hành Mac. Ok. Rồi, để tạm đây em nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với nhân vật chính chúng ta, Iconic F97 Wintertime. À đây còn có thêm cả một cái miếng chống bụi nữa. Ok, và đây chính là nhân vật chính chúng ta, F97 Iconic Wintertime. Không phải Iconic F97 Wintertime mới đúng. Đấy. Đây, nhìn mà lem phết em nhỉ. Thì bản thân Tuấn á, từ trước giờ đã review cực kỳ là nhiều những em F97 rồi. Tuy á, là cùng trong dòng F97 nhưng mà mỗi màn phím nó sẽ khác nhau một chút. Ví dụ giờ em F97 Wintertime này á, thì nó là cái chủ đề mùa đông, nên nhìn tổng thể sẽ có tông màu là màu trắng và các sắc thái màu xanh dương. Bắt đầu khi mình nhìn những keycap được in rất là đẹp này, thì bắt đầu Tuấn cứ tưởng á, thì đây sẽ sử dụng keycap là nhựa ABS để có thể in đai súp lên cho đẹp. Mà thật ra không anh em nhé, những em keycap này thực sự nó làm bằng nhựa PBT in nhựa đai súp, và cái profile keycap là profile KDA. Thật sự là anh em chơi phím cơ thì thường là mình rất là ưu tiên kiểu keycap thì nó phải là nhựa PBT,
in double shot này kia. Nhưng đánh đổi cái in nhiệt đai súp để được một cái bộ keycap từ nhà sản xuất nó đẹp như này á, tôi tin chắc á, đây là một sự đánh đổi rất là xứng đáng. Rồi, và tiếp theo, tuy á là cái mã là mã S97 nhưng mà em này layout sẽ có 100 phím. Và vì nó có đến 100 phím cho nên về tổng quan nó vừa có phần numpad và nó vừa có phần tất cả, gần như đầy đủ tất cả những phím chức năng mà ở trên một em là phím full size đáng lẽ phải có, nhưng ở một kích thước rất là nhỏ gọn. Đây mới có điểm cộng và cũng là một cái điểm mà để em cân nhắc khi mà anh em mình lựa chọn em S97 này. Và anh em thấy không, tổng quan á, về cái thiết kế nó sẽ cực kỳ là vuông vức. Chất liệu đây sẽ là làm bằng hợp kim nhôm và theo dạng khung chăn, có nghĩa là bốn phía và mặt đằng sau nó sẽ là 5 miếng kim loại riêng biệt và nó ốp lại với nhau. Do S97 anh em, nó đã là cái phiên bản mà gọi là nâng cấp, cái phiên bản kế cận so với dòng S96 rồi, nên về mặt sau á, nó sẽ không có cần phải đục một cái lỗ ở đây để tăng khả năng thu phát tín hiệu nữa. Mà với cái mập Bluetooth 5.1 hay USB dongle 24GHz đã quá ok để mặt đằng sau dù là kim nhôm trơn láng này vẫn đảm bảo cho anh em mình khả năng kết nối best nhất có thể. Rồi, tiếp đến tôi sẽ nói một chút về cái keycap của em nó và những cái switch này kia. Thì em switch này á đang sử dụng là phiên bản Silent Red của Cherry. Do là một bàn phím cơ cao cấp ấy, nên là Iconic trang bị cực kỳ nhiều những cái tùy chọn switch cho anh em. Anh em mình á, mình thích loại switch nào của Cherry, của TTC này kia, mình hãy liên hệ với đại lý gần nhất để hỏi xem cái phiên bản switch đó có sẵn hàng là không, rồi hãy đến mua anh em nhá. Và nếu mà nói về switch rồi, không thể nào mà quên cái phần Start, một cái mở gọi là nhức nhối của anh em chơi phím cơ. Đó, Start ở những cái phím dài như này. Thì hiện nay á, em Iconic S97 Wintertime này sẽ sử dụng Start là Start Costa. À, nghe Start Costa thì nó hơi căng. Tại vì á, Start Costa, cái ưu điểm của nó là nó sẽ vững chãi sẵn nè, ít cần phải mót này kia nhiều. Nhưng cái nhược điểm thì nó khá là rõ ràng. Ví dụ đơn giản nhất thì mình sẽ rất là khó để mình có thể coi như lấy những cái phím dài này ra. Ok, câu hỏi đặt ra là một cái bàn phím mình với 6 triệu cùng thương hiệu cao cấp, tại sao lại dùng Start Costa? Thì trước khi trả lời câu hỏi này thì Tuấn cũng nói sâu thêm nhé. Thì Iconic vẫn có những cái mẫu bàn phím khác sử dụng Start Cherry. Và cái lý do mà tôi tin chắc tại sao mà Iconic vẫn sử dụng Start Costa, tại vì là cái tinh thần xuyên suốt trong tất cả các lớp sản phẩm của Iconic từ trước nay luôn là tạo ra một cái bàn phím mà có thể gọi là anh em mình mua về mình xài luôn, không cần phải mất miết gì hết. Thì đó chính là một cái key mà những anh em nào mà đã là chọn theo Iconic họ sẽ hiểu và sẽ rất là hài lòng với cái chuyện này. Nhưng mà nói thì nói như vậy, tất nhiên những cái em switch này anh em mình mà chăm, mình lôi ra mình lúp với lại nữa bá cháy. Rồi, và cuối cùng chúng ta sẽ nói một chút về cái gọi là thời lượng pin, LED RGB và phương thức kết nối. Thì phương thức kết nối thì nãy tôi cũng nói sơ sơ qua rồi, có 3 phương thức nhé. Thứ nhất, Bluetooth 5.1 đỉnh của chó. Thứ hai, USB dongle 2.4GHz. Và thứ ba là một cổng cáp USB Type-A cho USB Type-C. Còn cái dung lượng pin của nó sẽ là 4000mAh. Thì thật sự với cái mức dung lượng này nó không phải gọi là quá là đỉnh trong thế giới phím cơ, nhưng tôi tin chắc là nó gọi là quá dư đối với một em bàn phím kích cỡ layout 100 phím như này. Tại vì sao? Đối với cái layout này á, thì thường là em mình sẽ để một chỗ làm việc ở nhà, hoặc đôi khi mình mang đi làm việc ở bên ngoài một chút thôi. Với cái dung lượng pin này anh em mình có thể sử dụng đâu đó khoảng hơn một tuần nếu anh em mình chỉ dùng những cái led đơn sắc hoặc là mình tắt đèn led. Còn anh em nào gọi là RGB thủ lập lè sập sình, thời lượng pin sẽ không được như vậy đâu anh em nhé, 4-5 ngày gì thôi. Kế đến là phần em rất là mong chờ, sao test thôi.
Ok. Vậy đó là sơ lược tất cả những gì về em Iconic F97 Winter Tie này. Em nghĩ sao? Với cái tầm giá gần 6 triệu, bộ em bằng phím cơ cao cấp thời trang, khi cáp đẹp sẵn, nhựa PVT đàng hoàng luôn, gần như không cần phải mod, không phải đụng chạm gì vô nữa. Ba chế độ kết nối, nó có thể nào làm siêu lòng anh em không? Có sẵn sàng anh em muốn hầu bao luôn không? Anh em hãy ngay lập tức comment mình xuống bên dưới. Và đừng quên ấn nút like, chia sẻ video và nút subscribe đăng ký kênh NLH Media để ủng hộ Tuấn và kênh có thêm lực ra thêm video khác cho anh em. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.